Người dân tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bất ngờ ghi lại được hình ảnh đàn cá nhảy múa trên sông. Theo bài viết được đăng tải, hàng nghìn con cá nhảy múa trên khúc sông khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm và thích thú. Theo người dân trong khu vực, những ngày gần đây, tại địa phương xảy ra mưa nhiều, cá có thể từ ao hồ lớn theo nước tràn ra sông. Hiện tượng này diễn ra khoảng 30 phút, đàn cá cứ lần lượt nhau lên mặt nước, tạo ra âm thanh lớn, làm náo loạn cả khu vực. Theo các chuyên gia khí tượng, mực nước dâng cao có thể đã phá hủy nơi sinh sống thông thường của cá, buộc chúng phải tìm kiếm môi trường mới. Ngoài ra, nước mưa cuốn trôi một lượng lớn trầm tích và chất cặn, khiến nước trở nên đục, hạn chế ánh sáng mặt trời chiếu vào. Nước đục ngầu sẽ cản trở quá trình quang hợp ở thực vật thủy sinh, làm giảm lượng oxy trong nước. Đối mặt với tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, những con cá đã phải nhảy ra khỏi mặt nước để hít thở không khí trực tiếp. Hành vi tập thể này không phải là một hiện tượng riêng lẻ, mà là một chiến lược sinh tồn được cá sử dụng để ứng phó với những thay đổi của môi trường. Hành động này giúp chúng đối phó với khủng hoảng và tăng cơ hội sống sót. Liên quan tới vụ ngộ độc rượu tại đám cưới ở Thường Tín, Hà Nội, các bác sĩ tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, loại rượu bệnh nhân uống là rượu dởm pha với cồn công nghiệp, nồng độ cồn công nghiệp của các bệnh nhân rất cao. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu các bệnh nhân uống trong đám cưới cho thấy nồng độ cồn công nghiệp methanol là 34%, trong khi ethanol chỉ có 14,4%. Chắc chắn đây là loại rượu dởm được pha với cồn công nghiệp methanol chứ không phải rượu gạo, rượu truyền thống. Cồn công nghiệp methanol khi vào cơ thể sẽ chuyển thành acid formic, gây tổn thương các cơ quan, đặc biệt là thần kinh thị giác và não. Trong 5 người uống, một người quê ở Thái Nguyên đã tử vong. 4 bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol sau khi được điều trị ra viện, thì thời gian sau rất có thể vẫn sẽ phải gặp phải những di chứng về thần kinh. Chuyên gia này kiến nghị cơ quan chức năng cần quản lý chặt cồn công nghiệp methanol, tránh tình trạng làm rượu giả bằng trộn methanol, gây tình trạng ngộ độc ảnh hưởng nguy hiểm lâu dài đến sức khỏe người uống. Thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, gần đây bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị tổn thương gan nghiêm trọng do sử dụng thuốc uống không rõ nguồn gốc và áp dụng không đúng cách, đúng liều lượng bài thuốc cổ truyền. Đáng chú ý có trường hợp men gan tăng 1.000 lần do sử dụng thuốc uống không rõ nguồn gốc. Cụ thể, bệnh nhân nam 59 tuổi ở Hà Nội 2 tuần gần đây cảm thấy mệt mỏi, vàng da, vàng mắt tăng dần và nói chuyện thiếu minh mẫn. Sau 10 ngày điều trị tại cơ sở y tế không cải thiện, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và được chẩn đoán là suy gan cấp cùng với phát hiện viêm gan B lần đầu. Các xét nghiệm cho thấy men gan của bệnh nhân tăng gấp hơn 1.000 lần so với mức bình thường. Tình trạng ứ mật dẫn đến vàng da và vàng mắt tăng gấp hơn 30 lần so với bình thường. Chỉ số đông máu cũng rất thấp. Khai thác bệnh sử cho thấy ông và gia đình không biết về tình trạng viêm gan B trước đây do không đi khám định kỳ và tầm soát viêm gan. Gia đình cũng cho biết 2 năm gần đây ông đã uống hoa đu đủ ngâm mật ong để chữa bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo người dân tránh sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, chỉ sử dụng các thuốc được chứng nhận từ các cơ sở y tế uy tín. Khi sử dụng các bài thuốc y học cổ truyền, cần phải tham khảo ý kiến của người có chuyên môn để chỉ định liều lượng phù hợp. Đặc biệt, các bệnh nhân có bệnh lý nền như là tăng huyết áp và đái tháo đường cần theo dõi và điều trị kịp thời để giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nghiêm trọng. Khi trẻ nhỏ mắc các bệnh da liễu, thay vì đến bệnh viện để khám, nhiều gia đình lại tìm các loại lá để đun nước tắm cho con. Sau đó nếu không đỡ thì sẽ mua thuốc tại các quầy thuốc tư nhân để bôi lên tổn thương. Chỉ khi nhiều ngày không khỏi, trẻ mới được đưa đến bệnh viện thăm khám. Cũng bởi thói quen chữa bệnh sai lầm này, đã có những bệnh nhi phải nhập viện điều trị trong tình trạng mẩn đỏ, lở loét khắp người. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Chỉ với vài nốt mụn nước nhỏ trên đầu, sau vài lần tắm nước lá cây, toàn thân bệnh nhi này đã nổi nhiều nốt đỏ, chảy dịch, ngứa ngáy. Thấy trẻ không đỡ, gia đình lại đến quầy thuốc tư nhân mua thuốc về bôi lên các tổn thương. Sau một tuần, khi tình trạng nặng hơn, trẻ mới được đưa đến bệnh viện khám. Cây khế này, cây khổ sâm này, cây tía tô kinh giới với cây dầu không, mình đun lên lấy nước lau cho cháu. Cuối cùng thì mình tắm sạch hết thì mình có chỗ mình tráng thôi. Tại Bệnh viện Da Liễu Trung ương, các bác sĩ xác định đây là trường hợp cấp cứu trong da liễu. Nếu không được điều trị kịp thời, trẻ có thể bị nhiễm khuẩn toàn thân.
Khi mà chăm sóc không đúng như thế thì cái tổn thương nó lan rộng, và hôm nay vào viện thì cái tình trạng là những cái tổn thương mà nó bọng nước nó đã vỡ, rải rác khắp ở tay chân thân mình và một số chỗ là đóng vảy tiết màu nâu. Về cái toàn trạng của trẻ thì trẻ vẫn chưa có những cái, hiện tại là rất là may mắn là trẻ chưa sốt cao, chưa có những cái biểu hiện biến chứng như là hội chứng băng vảy da do tụ cầu và chưa có những cái tình trạng nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên là đối với trẻ này thì cần phải nhập viện và điều trị kháng sinh. Lo ngại hơn, không chỉ trường hợp trên mà đa số bệnh nhân trước khi đến bệnh viện thăm khám đều đã từng nghe theo các kinh nghiệm dân gian dùng nước lá cây để tắm, bôi lên tổn thương trên da dẫn tới bội nhiễm, nhiễm trùng. Các bác sĩ cho biết, trên thực tế có một số loại lá có tác dụng diệt khuẩn, làm dịu tổn thương nên sau khi tắm, trẻ có cảm giác dịu nhẹ ngay. Tuy nhiên các tác dụng này chỉ nhất thời, việc lạm dụng lại có thể để lại nhiều hậu quả cho da. Một số các loại lá có tác dụng diệt khuẩn như là lá trà xanh thì có cái thành phần là tannin có thể có diệt khuẩn, hoặc là lá khế nó có thể có ethanol, hoặc một số cái flavonoid có thể có tác dụng làm dịu. Nên là sau khi tắm lá có một số trẻ sẽ có những cái cảm giác dịu nhẹ ngay. Tuy nhiên là cái tình trạng tắm lá nhiều sẽ làm cho cái tình trạng khô da kích ứng, và khi đấy trẻ sẽ gãi nhiều hơn, gãi nhiều và những cái tổn thương nhiễm trùng của trẻ sẽ lan rộng hơn. Và chúng tôi không khuyến cáo tắm lá dành cho trẻ nhỏ hoặc là cho những cái bệnh lý da liễu, bởi vì đấy là những cái phương pháp mà chưa có đủ bằng chứng khoa học, chưa có những chứng cứ khoa học để khẳng định cái hiệu quả, và cái hậu quả của nó thì chúng tôi đã gặp rất nhiều. Theo thống kê của Bệnh viện Da liễu Trung ương, cứ mỗi dịp nghỉ hè, lượng trẻ em đến bệnh viện thăm khám lại tăng gấp đôi so với ngày thường. Các bệnh lý phổ biến nhất là nhiễm trùng, viêm nang lông, mụn nhọt, nấm da, mẩn ngứa. Lý giải về nguyên nhân lượng bệnh nhân tăng, các bác sĩ cho biết do nghỉ hè, trẻ được nghỉ học, cha mẹ đưa đi thăm khám nhiều hơn. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn thời tiết nóng ẩm, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Đây là nguy cơ gây ra nhiều bệnh lý da liễu. Có thể tăng gấp đôi, gấp rưỡi so với lại đầu mùa đông. Bởi vì sao? Bởi vì mùa hè là một cái điều kiện thuận lợi để cho vi khuẩn phát triển. Và đồng thời khi mà mùa hè thì trẻ cũng ra mồ hôi nhiều, biết tắc, bụi bẩn nhiều. Và khi không được làm sạch kịp thời thì sẽ là nguy cơ của rất nhiều những bệnh lý da liễu. Thế thì trẻ con mà đến với khám chúng tôi về những cái bệnh lý ở mùa hè này thì có rất nhiều nhóm bệnh. Tuy nhiên thì đầu tiên mà tôi muốn nói đến là cái bệnh lý da nhiễm trùng. Giống như là cái tình trạng của bạn vừa rồi, bệnh chốc hoặc là bệnh nhỏ, thì bản thân nó có thể là nguyên nhân là do liên cầu hoặc tụ cầu. Khi mà vi khuẩn như liên cầu tụ cầu phát triển một cách quá mức, và đồng thời với lại các bạn ấy có ngưỡng ấy gãi trà sát nhiều hoặc là mồ hôi bụi bẩn nhiều mà các bạn không được làm sạch thì sẽ là điều kiện thuận lợi để phát triển bệnh. Bên cạnh những cái bệnh lý nhiễm trùng thì một cái tình trạng mà cũng hay gặp đấy là viêm nang lông. Viêm nang lông thì cũng là do những cái trường hợp mà do vi khuẩn phát triển một cách quá mức gây viêm ở nang lông, tình trạng nang lông hoặc là tình trạng nhọt. Các bác sĩ cũng khuyến cáo để phòng bệnh da liễu, gia đình cần hướng dẫn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên tắm rửa để da luôn khô thoáng và sạch sẽ. Khi ra trời nắng, cần bảo vệ da bằng cách đội nón mũ, mặc quần áo dài. Khi có các bất thường về da, cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đặc biệt, phụ huynh không nên tin theo các kinh nghiệm truyền miệng hoặc các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng để tự ý chữa bệnh cho trẻ. Triệu chứng nổi bật nhất của viêm da cơ địa là ngứa. Những cơn ngứa làm trẻ bị rối loạn giấc ngủ, biếng ăn, qua đó ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Bên cạnh đó, ngứa, da khô nhiều sẽ kích thích trẻ cào gãi, khiến cho da trẻ bị chảy xước, chảy máu, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, gây viêm da cơ địa, bội nhiễm, có thể để lại những biến chứng sau này. Ngoài ra, một số yếu tố làm tăng tình trạng viêm da cơ địa, bội nhiễm ở trẻ như là bị viêm da cơ địa, như là bố mẹ chăm sóc da không đúng cách, tắm hoặc là đắp lá cây, tự ý mua thuốc bôi cho con có thể khiến bệnh da của trẻ nặng hơn, dai dẳng và tái phát nhiều lần. Lạm dụng thuốc kháng sinh sẽ làm tăng nguy cơ đề kháng kháng sinh hoặc là lạm dụng các sản phẩm bôi chứa corticoid, gây những biến chứng teo da, ảnh hưởng phát triển của trẻ khi dùng kéo dài, sai nồng độ.